Có fan comment vào video của mình. Yes, 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 cute lắm girls. Ok, vui quá. Bây giờ là 12 giờ đêm. Oh my god, no, bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Và ngày mai mình còn phải đi làm lúc 7 giờ nữa. Nhưng mà this can be delayed. Yeah, this cannot be delayed. So, let's get to work. Xin chào tất cả tình yêu. Các bạn đang quay trở lại với trang Love Drop Perfume. Mình là Thạch Thảo. Và video ngày hôm nay của mình là về chủ đề những mùi hương của con nhà giàu và bật mí cách để làm sao thơm một rich kid. Thì để thơm một rich kid thì điều đầu tiên bạn phải xài những chai nước hoa dòng niche perfume. Niche perfume thì khác với designer perfume. Designer perfume là những chai nước hoa phổ thông mainstream với tiêu chí là đem mùi hương đến cho tất cả mọi người. Thì những chai nước hoa này có thể dễ dàng mua được ở những khu trung tâm thương mại lớn hay là những khu miễn thuế ở sân bay. Thì những chai designer perfume thường có mùi rất là nịnh mũi và dễ sử dụng, dễ ngấm. Ngược lại thì những chai niche perfume là những chai nước hoa cực kỳ khó tìm, được sản xuất bởi những nhà nước hoa lớn trên thế giới. Và các bạn chỉ có thể mua được khi mà các bạn đặt chân đến một cửa hàng do chính nhà đó sản xuất. Mùi của những em niche perfume thì thường rất kén da, nhưng mà vì nó là mùi của người giàu nên chỉ cần ngửi một phát thì bạn có thể biết được ngay. Những sinh vật tầm thường không hiểu được ấy. Mùi của những em niche perfume thì thường khá kén da, nhưng mà chỉ cần ngửi một lần thôi thì sẽ nhận ra ngay sự khác biệt. Đó là ở độ lưu hương, độ tỏa hương và độ đậm hương của những chai niche perfume thường tốt hơn rất nhiều so với những dòng designer perfume. Và giá của những em niche perfume thì rất đắt. Và những cái mùi hương đấy dù kén da đến đâu thì thường toát lên một sự cao sang quý tộc mà ai cũng nhận ra được.